Hello, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Hóa Nô nhá. Tiếp tục cái video thì ngày hôm nay em xin thông báo tất cả các bác, em về được 3 đôi loa của dòng DK LV10 các bác nhá. DK LV10 này. Các bác nhìn này, dòng này nó là dòng phân khúc cao cấp của dòng DK đàn kinh các bác nhá. Và với cái đặc biệt ngày hôm nay ba đôi này thì trong tại thời điểm như thế này, hàng này nó rất là hiếm. Đây các bác nhìn từ những cái lẹp này, lẹp nhôm này. Lẹp nhôm những cái dòng đời này rất là hiếm. Và cái loa bên em đã về từ trước nay giờ, những sản phẩm đẹp và chất lượng thì các bác nhìn được đúng không ạ? Và đương nhiên cái giá thành thì nó sẽ cũng không rẻ đâu. Đôi DK như nó rất nhiều mã, ví dụ như KH này, UK này rất là nhiều. Sử dụng tiếp nhau nhưng cái phiên bản của dòng LV10 và LV12 đó là phiên bản cao cấp nhất của dòng DK. Thì cái chi tiết thì em sẽ giới thiệu các bác lần sau đây. Các bác xem video ủng hộ xin một like nhá. DK đăng kinh model của nó là LV10. Đấy, công suất của nó là 300W và công suất max của nó rơi vào tầm 800W, đó mới được đôi loa của LV10 này. Và độ SBL, tức là độ nhạy của nó là dao động từ 95dB cộng 92dB và max BL của nó đến tận 126dB. Thì con này max SBL của nó rất là khủng các bác nhá. Đấy, các bác làm hệ thống tốt thì nghe tiếng chất âm nó rất là ok luôn. Và dòng DK đăng kinh LV10 nhá. DK LV10 này. Đó. Và con này Design in England, tức là nó là công nghệ thương hiệu của Anh Quốc các bác nhá. Công nghệ thương hiệu của Anh Quốc và được sản xuất của chính nhà máy của DK luôn. Và cái màng bát của cái dòng loa này, các bác nhìn này, đây là màng bát, màng bóng nhá, màng chống nước, gân vải tẩm dầu. Đặc biệt là chỉ có mỗi dòng loa nó là màng nó chia nhá, màng nó chia, tức là chia theo múi luôn này. Chỉ có mỗi dòng của LV10 này nó mới có cái màng bát kiểu này các bác nhá. Offer nó bóng loãng luôn. Đấy. Các bác nhìn chi tiết từ cái gân này. Đúng không ạ? Quá đẹp luôn. Cái đặc biệt ưu điểm ở cái đôi loa này là các bác nên nhớ rằng em giới thiệu kỹ các bác. Đây là tép sử dụng của nó là tép nhập khẩu của Canada các bác nhá. Đấy, và design của England. Dòng tép này các bác có thể lên mạng tra trực tiếp năm. Giá của nó là mới của nó là 80 đô trên một chiếc. Đấy, rất là cao tiền các bác nhá. DK2554 này. Dòng này là thép neo và đây là họng gang các bác nhá. Họng gang này. Đây nó sử dụng họng gang nhá. Đây các bác nghe này. Họng gang nhá, rất dày luôn và chắc chắn luôn. Chỉ có cái dòng của LV này nó mới chất như này. Và thép của nó là sử dụng côn 44 các bác nhá. Côn 44. Dòng của LV10 và 12 đều sử dụng một loại thép như nhau. Và thép này nó rất là đắt tiền chứ nó không như cái dòng thép neo của KH và UK bình thường các bác nhá. Rồi. Họng gang đấy. Và đến phần tần của nó các bác nhìn này. Phần tần này nó chất hơn của dòng KH rất là nhiều. Các bác nhìn phần tần này. Phần tần của cả bóng đèn nhá. Đây các bác nhìn này, sử dụng 2, 4, 5, 6 trở và tất cả đều có tem kiểm định của chính hãng DK các bác nhá. Và dòng này hiện tại cái thời điểm như bây giờ, hiện tại bây giờ rất là hiếm trên thị trường. Và với một đôi loa của dòng LV10 này, bên em đang chào bán tất cả các bác một mức giá nó là 7 triệu bên em bao ship nhá. 7 triệu bên em bao ship nhá. Và dòng này làm lời thì nó quá là ok rồi. Quá là ok. Các bác nhìn này này. Các bác nghe độ tép leo của dòng DK LV10 các bác nhá. Bạn nhà nó tốt nhá, trên đôi DK LV10 các bác nhá. Dòng máy nó lợi về lời vào tiếng bát, tiếp leo thì quá là phê luôn. Thank you.
Thưa tất cả các bác, và dòng loa DK LV10 là phân khúc cao cấp của dòng DK. Và phiên bản này rất là hiếm, và hiện tại em đã được đi lắp rất nhiều cho tất cả các bác. Và đây cũng là một cái mô hình các bác đang trải nghiệm hát trực tiếp trên loa DK và laptop, sản phẩm cao cấp của laptop và DK. Thì bên DK LV10 bên em đang bán với giá là 7 triệu bên em bao ship. Thì các bác liên hệ trực tiếp cho bên em qua số điện thoại 0352 91099. Ok, và một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video, và hẹn gặp lại tất cả các bác vào những video tiếp theo. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.